những tác dụng nổi bật của hạt óc chó. Tốt cho tim mạch, hạt óc chó chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn và đa, đặc biệt là omega 3, giúp giảm cholesterol xấu, giảm huyết áp và ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, ở bảo vệ não bộ. Omega 3 trong hạt óc chó giúp tăng cường chức năng não, cải thiện trí nhớ, giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer, chống oxy hóa. Hạt óc chó chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, ngăn ngừa lão hóa sớm, tốt cho xương. Hạt óc chó cung cấp canxi và magie, giúp tăng cường sức khỏe xương khớp, để hỗ trợ tiêu hóa. Chất xơ trong hạt óc chó giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, ngăn ngừa táo bón, giảm cân. Hạt óc chó tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát cơn đói và hỗ trợ giảm cân, cải thiện giấc ngủ. Một số nghiên cứu cho thấy hạt óc chó có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Cách sử dụng hạt óc chó. Ăn trực tiếp. Hạt óc chó có thể ăn trực tiếp như một loại hạt sấy khô, thêm vào các món ăn. Có thể thêm hạt óc chó vào salad, sữa chua, bánh quy hoặc các món nướng làm dầu. Dầu óc chó có thể dùng để làm salad dressing hoặc nấu ăn. Lưu ý khi sử dụng hạt óc chó. Mặc dù hạt óc chó rất tốt cho sức khỏe, nhưng bạn không nên ăn quá nhiều vì nó chứa nhiều calo, nên chọn hạt óc chó tươi, không bị mốc hoặc hỏng. Nếu bạn bị dị ứng với các loại hạt, hãy cẩn thận khi sử dụng hạt óc chó. Cách làm món sữa hạt óc chó thơm ngon. Nguyên liệu. Hạt óc chó, 100g nước lọc, 1 lít đường, tùy chọn đường phèn, đường thốt nốt, muối, một nhúm nhỏ. Cách làm. 1. Ngâm hạt. Ngâm hạt óc chó trong nước ấm khoảng 4-6 tiếng hoặc qua đêm để hạt mềm. 2. Xay nhuyễn. Cho hạt óc chó đã ngâm, nước lọc, đường và muối vào máy xay sinh tố. Xay nhuyễn hỗn hợp đến khi mịn. 3. Lọc. Tùy chọn nếu muốn sữa mịn hơn, bạn có thể lọc hỗn hợp qua rây. 4. Đun sôi. Đun sôi hỗn hợp sữa vừa xay trong khoảng 5-7 phút. 5. Làm nguội. Để nguội và bảo quản trong tủ lạnh. Lợi ích của sữa hạt óc chó. Dầu omega 3. Tốt cho tim mạch, não bộ và thị lực, cải thiện trí nhớ, giúp tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung, làm đẹp da, giúp da sáng mịn, giảm nếp nhăn, hỗ trợ tiêu hóa. Chất xơ trong hạt óc chó giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Lưu ý. Người bị dị ứng với các loại hạt nên thận trọng khi sử dụng, nên chọn hạt óc chó tươi ngon để đảm bảo chất lượng tốt nhất.